Nhân Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Nhân Anh kính chào anh Thắng. Chào như này. Dạ, hình như là Nhân Anh mới biết được là Nhân Anh Thắng mới đi đâu vậy phải không anh Thắng? À, chúng tôi vừa mới có dịp đi đến Ai Cập. Đó Dạ. là một trong những đất nước mà chúng ta có một chương trình nói sơ về Ai Cập kỳ trước, đúng không? Dạ, nhưng mà hình như là bữa trước lúc mà mình nói về Ai Cập thì anh Thắng có nói rằng là Ai Cập có rất nhiều chỗ để đi. Mà bữa trước em Nhân Anh nghĩ là mình chưa có nói hết, đúng không anh Đúng Thắng? vậy. Vậy thì đợt này anh Thắng đi thì anh Thắng sẽ giới thiệu cho khán giả đi đâu? Như nhất anh biết đó, kỳ trước chúng ta đã đề cập đến Ai Cập, nhưng mà chúng ta chỉ nói đến một cái điểm rất là biểu tượng cho đất nước Ai Cập, đó là cái kim tự tháp, cái pyramid. Thế tuy nhiên thì Ai Cập ngoài cái pyramid đó, nó còn có rất là nhiều cái thắng cảnh, cái di tích lịch sử cũng như cái di tích về kiến trúc, về văn hóa của người Ai Cập cổ để chúng ta có thể đến và thưởng thức. Và cái điều đó là cái điều mà tôi cho rằng tất cả du khách khi đến Ai Cập đều có cái háo hức để xem những cái thắng cảnh đó. Chẳng hạn như những cái thắng cảnh mà trong cái chương trình trước chúng ta có thể nói sơ qua một chút xíu về các thắng cảnh đó, như là cái khu vực Lesser Temple, như là Karnak Temple, hoặc là cái thành phố rất là thơ mộng, rất là thi vị mà tôi nói là Aswan đó. Và đồng thời thì một trong những cái thắng cảnh người ta cho là thứ hai, thứ ba trong cái kiến trúc, trong cái di tích văn hóa và cái kiến trúc cũng như cái lịch sử của Ai Cập, đó là Abu Simbel. Thì có dịp chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng cái thành phần mà chúng ta gọi là nổi tiếng đó. Thế tuy nhiên thì hôm nay có lẽ chúng ta nên trình bày về một cái số những cái đền đài, đền thờ đó. Tại vì nhất anh biết đó, chúng ta nói đến Ai Cập thì người ta ngoài cái kim tự tháp, người ta nói đến đền thờ nhiều. Và cái đền thờ của người Ai Cập cổ cũng là một trong những cái điểm rất là do các nhà khảo cổ học chú ý đến, cũng như những người hậu duệ như chúng ta đó rất là háo hức đến xem, tại xem nó có gì lạ. Vậy thì một trong những cái đền mà temple mà nổi tiếng nhất ở Ai Cập thì theo anh Thắng đó là đền nào anh Thắng? Thì có lẽ phần lớn khi nói đến Ai Cập thì ai cũng nghe nói đến chữ Luxor. Luxor, nói đến Las Vegas chúng ta cũng nhớ đến một cái khu vực casino gọi là Luxor. Thì cái tên nó được lấy từ một cái thành phố ở bên Ai Cập. Nó nằm ở khoảng giữa trung lưu, giữa sông Nin, giữa Cairo và cái biên giới phía nam của Ai Cập với Sudan. Thì tuy nhiên thì cái Luxor đó, ở đó nó có một cái đền đài. Cái đền thờ đó được gọi là Luxor Temple. Thì tuy nhiên thì muốn biết thêm về những cái chi tiết đó, thì tôi cho rằng cái Luxor nó phải đứng sau một cái đền thờ lớn nữa. Cái đó gọi là Karnak Temple. Karnak Karnak Temple. Thì Karnak Temple cũng nằm ngay trong cái thành phố Luxor. À, Dạ. nguyên cả cái thành phố Luxor ngày xưa nó nằm trong cái tỉnh nó gọi là Thebes. Thebes thì đây là cái khu vực đã cho ra rất là nhiều cái khu vực đền thờ, cũng như là cái nơi mà phân chia Ai Cập ngày xưa đó. Chúng ta làm hai phần, phần hạ và phần thượng. Đó, phần hạ Ai Cập thì là phần ở phía dưới về phía Cairo đó. Đó. Còn phần thượng là cái phần từ cái khu vực Luxor đi lên tới cái phía nam là đến thành phố Abu Simbel, đến Aswan vân vân. Thì đó là cái khu thượng Ai Cập. Và ngày xưa người Ai Cập cổ phân chia ra thượng Ai Cập và hạ Ai Cập, mục đích là nó có hai cái vương quốc khác nhau một chút đó. Và đồng thời nó hai cái văn hóa và hai cái tôn giáo tương đối hơi khác nhau một chút. Thì bây giờ nghe anh Thắng nói thì nhanh mới biết, tại vì hồi xưa mình đi Las Vegas mình thấy cái khách sạn Luxor thì cứ nghĩ trong đầu là ô Luxor chắc là một cái temple thôi, chứ không nghĩ nó là một cả một thành phố mà trong đó có nhiều đền đài khác nhau. Đúng vậy. Thì bây giờ thì chúng ta nói đầu tiên, chúng ta nói về cái Karnak Temple. Sở dĩ tại sao người ta đến với cái Karnak Temple thì đối với người trong cái giới du lịch của Ai Cập đó, người ta cho rằng cái khu vực Luxor với Karnak Temple này đó là chiếm cái vị trí thứ hai sau cái kim tự tháp ở Giza, Cairo. Thì đó là một cái nơi mà sau khi du khách đã đến với kim tự tháp thì ai cũng sẽ đến thăm những cái đền thờ đã còn để sót lại cho đến bây giờ. Thì đó cũng là một trong những cái điểm mà hầu như rất là đặc biệt mà chúng ta cần biết đến. Và sau đó thì có lẽ trong một chương trình kỳ tới chúng ta sẽ nói về Abu Simbel. Abu Simbel cũng là một cái khu vực còn sót lại và được UNESCO bỏ công sức giúp với người chính phủ Ai Cập giúp cái di tích này đã được cứu ra khỏi cái sự chìm đắm trong con sông Nin. Vậy thì cái temple, cái Luxor Temple với lại cái Karnak Temple đó thì có nằm ở trên thượng hay là ở bên Nó nằm hạ? khoảng giữa, nó nằm phía thượng Ai Cập, nằm phía của cái khu vực Luxor. Mà nói đến khu vực Luxor thì chúng ta phải để ý thêm nó có nhiều di tích này lắm. Khi mà nói đến sông Nin trong cái dịp kỳ trước, có lẽ chúng ta đã có trình bày đó, khi con sông Nin nó chảy từ Nam đi ra Bắc, đổ ra đồ Địa Trung Hải của đất nước Ai Cập đó, thì
khi mà đã có Nam có Bắc, tức là phải có Đông có Tây, đúng không? Dạ. Đúng không? Thành ra đối với người Ai Cập, con sông Nin cổ đó, cho đến bây giờ cũng vậy, thì con sông Nin nó chia ra hai bên, một bên Đông và bên Tây. Dạ. Thì bên Đông thì dành cho sự sống. Sự sống có nghĩa là khi mà mặt trời mọc, Dạ. bình minh lên thì là sự sống. Và khi mà bình minh lặn, lợi Hoàng hoàng hôn hôn, đó, dạ. khi mặt trời lặn thì lặn phía Tây. Và cái phía Tây là dành cho những người Người khuất, chết. Đó. dạ. Thành thử ngày xưa họ chia rất là rõ ràng, tất cả những gì mà để dành cho người chết được an nghỉ đó thì nằm ở phía Tây. Dạ. Thành thử ở ngay trong cái thành khu vực của Tebes, hoặc là thành phố Luxor bây giờ đó, thì Dạ. người ta có những cái bên phía Tây của cái sông Nin, đó là thung lũng đế vương, là thung lũng vua và Dạ. thung lũng của hoàng hậu, đó là nơi chôn cất những vị vua, là Ừ. mộ của các vị vua. Dạ. Còn sau đó thì bên phía đông đó, thì là hoàn toàn của sự sống, mà sự sống thì nói là đền thờ. Đền thờ là một cái tôn giáo của cái thời Ai Dạ. Cập cổ. Dạ. Và trong cái khu vực đó thì có cái đền thờ là Karnak Temple. Dạ. Karnak Temple cho đến bây giờ, nếu mà nhớ anh có dịp đến, hoặc là và quý vị có thể nhìn sơ qua về những cái video clip mà chúng tôi gửi đến đây đó, Dạ. thì chúng ta mới thấy được đây là một cái đền thờ thật là vĩ đại. Nó vĩ đại đến mức độ là mình không thể hình dung ra được là người Ai Cập cổ đã có những cái kiến trúc về một cái đền đài lạ như vậy. Tất cả những cái đền đài đều được làm bằng đá cả, Dạ. toàn từ loại đá được được gọi là đẽo khắc thành những cái thạch trụ lớn, và những cái tiếng Anh nó gọi là Dạ. pillars. Những cái pillars, những cái thạch trụ nó cao, rất là cao, Dạ. có cái cao trung bình là 10 mét. Nhưng mà có những cái vào cái đại sảnh, qua cái video clip mà quý vị có thể xem đây đó, là những cái thạch trụ đó nó cao tới 21 mét, Ừ, vậy hơn là 20 mét. nó Và trên 21 mét là phía trên nó có những cái trần nhà, Dạ. và trên những cái trần nhà là người ta còn có đục khắc những cái bức họa tranh về những thời của vương quốc Ai Cập cổ. Dạ. Đó là thời của những vị pharaoh, đại đế của Ai Cập đã từng cai trị đất nước đó. Dạ. Và mình có nhìn thấy tận mắt, thực sự bây giờ qua cái video thì chúng tôi cố gắng để cho quý vị có thể hình dung được như thế nào, Dạ. còn giờ miêu tả như thế nào, diễn tả như thế nào bằng ngôn ngữ đó quả Dạ. thực là rất là khó. Dạ. Thế tuy nhiên thì những cái thạch trụ đó rất là lớn, có những tảng là cả một piece mà cao như vậy, và được điêu khắc xung quanh, và trong cái sự điêu khắc đó người ta viết bằng cái ngôn ngữ cổ của Ai Cập nữa. Dạ. Thành thử cái thời mà khi mà người ta gặp những cái đó, người ta chưa tìm được cái giải mã của những cái chữ Ai Cập cổ đó, Dạ. thì người ta không hiểu nó là cái gì cả. Dạ. Nhưng mà nhờ vào cái thế kỷ thứ 19 đó, dưới thời của Napoleon bên Pháp đó, thì người ta đã khám phá được cái ngôn ngữ Ai Cập cổ, và Dạ. nhờ đó người ta lần ra được những cái ngôi mộ của các vua chúa trong cái thung lũng đế vương, hoặc Dạ. là những cái đền đài trong đó, những cái bức họa tranh điêu khắc trên tường đó muốn nói cái ý gì Dạ. đúng, và muốn diễn tả về cái gì. Thì Dạ. lúc đó tất cả cái ngôn ngữ cổ tưởng nó chết 2.000 năm rồi, nó chết 2.000 năm Thì lại sống và nó lại. sống lại hết. Dạ. Và từ đó con người bắt đầu lần theo những cái dấu vết, những cái ngôn ngữ đã chỉ và dẫn cho con người khảo cổ học biết ở đó gồm những cái gì. Thì Dạ. đó là một cái công trình hết sức là đặc biệt. Và khi đến với Karnak Temple đó, chúng ta thấy đây hoàn toàn không phải chỉ là một cái kiến trúc đơn giản nữa, mà nó là một cái kiến trúc quần thể. Có nghĩa là tại vì nó khoảng tiếp 1.600 năm, 1.700 năm tiếp tục để xây cất mà, để Dạ. kiến trúc mà. Thành từ từ cái triều đại pharaoh này hết, cho đến một triều đại pharaoh khác, cho đến một cái triều đại khác, tiếp tục như vậy trong khoảng 1.700 năm, thì người ta đã xây dựng hoàn tất Dạ. gọi là hoàn tất, chứ thực sự cũng không có hoàn tất, vẫn Dạ. cần tiếp tục. Dạ. Thì cái triều đại pharaoh của Ai Cập bị sụp đổ, và Dạ. từ đó bị quên vua, quên quên mất là vì cái ngôn ngữ thất truyền. Dạ, cảm ơn Thắng rất là nhiều. Nếu vậy thì trong hẹn Cam Thắng trong phần sau, mình Thắng phải kể nhiều hơn về cái vấn đề đó nữa.